Xin chào, chúc mừng năm mới tất cả các bạn là độc giả của kênh YouTube Hello English. Có rất nhiều bạn đã gửi lời chúc mừng năm mới cho tôi qua Zalo, qua Messenger. Nhưng mà xin lỗi các bạn, bởi vì số lượng nhiều quá tôi không thể vào chi tiết chúc mừng năm mới và cảm ơn từng người được. Do đó tôi làm một cái video này, xin thành thật cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn đã dành cho tôi trong năm mới 2021 này. Chúc các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. À, đây con, hiện tại thì tôi đang có mặt ở quảng trường thành phố Pleiku xinh đẹp. Đây là quảng trường, các bạn có thể thấy. Đó, đây là con trai của tôi này. Con chào các cô chú đi con. Đây đây các cô chú đây con, con vẫy tay đi. Chào các cô chú. Xin lỗi các bạn vì thời gian giáp Tết tôi bận quá, không thể vào cập nhật Zalo, Facebook thường xuyên và cả kênh YouTube nữa để tương tác với các bạn. Tới ngày mùng 1 Tết tức là hôm qua thì tôi lại bắt đầu phải chuyển lên di chuyển tới thành phố Pleiku, quê vợ. Đây là thành quảng trường thành phố Pleiku các bạn nhé. Đó. Đây. Sang năm mới 2021 thì Hello English sẽ tiếp tục cập nhật và hoàn thiện các khóa học để cho các bạn được học tập tốt hơn, cải tiến về cả chất lượng âm thanh, hình ảnh, bài giảng và ứng dụng nhiều thứ khác nữa. Hy vọng là các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh YouTube Hello English các bạn nhé. Ngoài ra thì trong năm mới 2021 này, Hello English sẽ ra mắt thêm một kênh nữa, đó là Hello English Shorts. Tức là sẽ đăng những cái video ngắn có thời lượng là dưới 1 phút. Đó. Những cái kiến thức chọn lọc để các bạn học tiếng Anh có thể nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn, tại vì 30 giây 1 phút thôi mà chúng ta học được rất là nhiều điều. Các bạn có thể vào YouTube chúng ta gõ Hello English Shorts là sẽ ra các bạn nhé. Đó. Cũng kiểu như TikTok vậy đó. Rồi. Đây. Hiện tại ở thành phố Pleiku thì tình hình dịch đã cơ bản được kiểm soát. Cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động trở lại bình thường. Các quán cà phê, quán ăn đã mở cửa. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Đó. Mọi người vẫn đi ra ngoài bình thường. Nhưng mà hầu hết tất cả đều mang khẩu trang. Hầu hết tất cả đều mang khẩu trang phòng dịch. Ok. Chúc các bạn một năm mới không phải lo lắng về dịch Covid-19. Chúc các bạn một năm mới này, sức khỏe này, good health, một gia đình hạnh phúc này, a happy family. Rồi, một công việc tốt này, a good job. Một sự nghiệp thành công này, a successful career. Những người bạn tốt này, good friends. Và nhiều may mắn này, good luck. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ tiếp tục đăng ký và theo dõi kênh YouTube Hello English. Bye bye.